Xin kính chào tất cả quý anh chị đang theo dõi video giới thiệu sản phẩm của đồ gỗ Phạm Kính. Trong video ngày hôm nay thì bên em xin giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình một số tác phẩm di lặc được chế tác trên các chất liệu gỗ khác nhau để anh chị em mình có thể lựa chọn theo sở thích cũng như là không gian nhà mình. Và bây giờ thì không để anh chị em mình chờ lâu nữa thì em sẽ giới thiệu chi tiết từng tác phẩm để các bác nhà mình có thể tham khảo nhé. Nhưng tác phẩm đầu tiên mà em muốn mang đến cho các chị em mình đó là một tác phẩm di lặc cưỡi cá được thợ bên em chế tác trên nền chất liệu gỗ Ngọc An. Vâng ạ, khi nói đến Ngọc An thì chắc hẳn là các bác nhà mình cũng nghĩ ngay đến đó là một cái loại gỗ thơm có một mùi thơm rất là nhẹ nhàng, và đặc biệt là các bác nhà mình trưng những cái sản phẩm Ngọc An trong không gian nhà mình thì nó sẽ lan tỏa ra một mùi thơm vô cùng là dễ chịu ạ. Với cái tác phẩm này của em thì có chiều cao là 1m04, ngang là 45 và chiều sâu của sản phẩm là 30, được thợ bên em chế tác thủ công hoàn toàn bằng tay với những đường led thì vô cùng là độc đáo. Sản phẩm này thì hôm nay bên em giao lưu với tất cả quý anh chị em mình giá là 9.500.000, đã bao gồm cả phí vận chuyển, các bác nhà mình có thể cân đối để sở hữu một tác phẩm di lặc gỗ Ngọc An nhé. Và tiếp theo thì sang mã số 2, đó là một siêu phẩm được thợ bên em chế tác trên nền chất liệu gỗ nhu hương. Vâng ạ, nói đến nhu hương thì các bác nhà mình cũng chắc hẳn là với những anh chị em nào nhà mình đam mê gỗ hoặc là sành chơi, sành trưng bày những cái sản phẩm nhu hương thì chắc hẳn là các bác nhà mình cũng đoán được cái giá trị của tác phẩm phải không ạ? Và với cái tác phẩm này của em thì đó là một ngài di lặc đứng gánh đào và xung quanh là 9 tiểu đồng, vô cùng là tinh nghịch. Và hình ảnh di lặc có các bác nhà mình khi mà trưng ở trong không gian nhà mình thì sẽ đem lại tài lộc, may mắn và hạnh phúc cho gia chủ mình. Với sản phẩm này thì bên em chế tác trên một phôi gỗ có kích thước khá là lớn, và sau khi thành phẩm thì hiện tại tác phẩm này còn nặng đến tận là 5 người khiêng các bác nhà mình nhé. Bức này thì có chiều cao là 1m12, ngang là 82 và chiều sâu của sản phẩm là 38 ạ. Để các bác nhà mình cũng có thể cân đối, và với cái sản phẩm này thì bên em tặng kèm theo các chị em mình một chiếc kỷ cao là 30 cân để các bác mình có thể đặt ngài di lặc lên nhìn nó trang trọng hơn rất là nhiều. Và nếu bác nào nhà mình quan tâm thì hãy nhanh tay nhé. Và bức này thì bên em đang giao lưu với giá là 68 triệu cũng đã bao gồm cả phí vận chuyển lại một tác phẩm di lặc lưu hương vô cùng là giá trị ạ. Và tiếp theo đến thì sang mã số 3. Mã số 3 này thì cũng là một sản phẩm di lặc ngũ phúc nhưng mà được thợ bên em chế tác trên một cái khôi gỗ hương ta. Hàng này thì liền phối đến 98%, có ghép duy nhất là một cái giải như ý này thôi các anh chị em mình nhé. Còn đâu là nguyên lại một khôi là liền phối hết ạ. Và cái phôi này mà sau khi thành phẩm hiện tại thì phôi này cũng còn nặng tầm trên 60 kg các bác nhà mình nhá. Để các bác nhà mình có thể cân đối với không gian để. Và bức này thì khi mà các bác nhà mình có thể là bài trí ở không gian phòng khách hay phòng làm việc, các bác nhà mình có thể là kê ở trên những cái lôn cái kệ thì rất là đẹp luôn ạ. Mẫu này của em thì có chiều cao là 60, ngang 80 và chiều dày của tác phẩm lên đến tận là 50 các anh chị em mình nhá. Và giá của tác phẩm này thì hôm nay bên em giao lưu với tất cả quý anh chị em mình giá là 16.500.000 ạ. Là các bác nhà mình đã sở hữu được một tác phẩm liền đến 98% rồi, vô cùng là độc đáo. Và đặc biệt các bác nhà mình có thể nhìn thấy một phôi gỗ to như này mà được thợ bài trí rất là hài hòa và cân đối đúng không ạ? Một ngài di lặc ngồi ở giữa này, xung quanh thì có 5 tiểu đồng, trai có, gái có, và đặc biệt hơn tác phẩm này bên em còn đục thêm những linh vật phong thủy ở đẳng nghê, tài lộc này, hay là tóc thiền thư các chị em mình nhá. Những linh vật để các bác nhà mình có thể là hỗ trợ trong lĩnh vực kinh doanh các bác nhà mình nhé. Và tiếp theo thì em sẽ chuyển sang tác phẩm mã số 4 ạ. Vâng ạ, với mã số 4 này thì không biết là các bác nhà mình nhìn vào thì có đoán ra được cái chất gỗ của tác phẩm này không ạ? Đây là một tác phẩm di lặc ngũ phúc liền khối 100%. Với cái tác phẩm này thì bên em chế tác trên nền chất liệu gỗ long lão vàng các bác nhà mình nhé. Long lão vàng là một dòng gỗ cũng rất là quý và cũng được rất là nhiều người chơi, và để tìm được những cái phôi long lão mà có kích thước khủng như này thì cũng rất là khó các anh chị em mình nhé. Nên là anh chị em nào nhà mình mà thích trưng những cái dòng gỗ long lão thì các bác nhà mình cũng có thể là tham khảo ở mã số 4 này. Mã số 4 này của em thì cao là 52, ngang là 75 và chiều sâu của sản phẩm là 39 ạ. Giá giao lưu là 12.800.000 cho mã số 4 ạ. Nên là các bác nhà mình cũng có thể lựa chọn nhé, làm sao cho phù hợp với không gian và hay điều kiện kinh tế nhà mình ạ. Vâng, một tác phẩm rất là đẹp. Và tiếp theo thì em sẽ chuyển sang mã số 5. Mã số 5 thì là một tác phẩm di lặc gỗ chắc. Hôm nay thì giới thiệu đến tất cả các chị em nhà mình là toàn những cái mẫu gọi là siêu phẩm rất là độc đáo ạ. Và như các chị em nhà mình thấy thì trên thị trường bây giờ để tìm những cái phôi gỗ chắc mà có kích thước lớn như này cũng không phải là dễ dàng.
Và với một cái tác phẩm như này thì bên em cũng dồn rất là nhiều tâm huyết vào tác phẩm, từ khâu chọn gỗ hay là đến những công đoạn tìm những người thợ độc nhất. Và bức này của em thì cao là 40, ngang là 92 và chiều sâu của sản phẩm là 30, được thợ chế tác tỉ mỉ thủ công bởi những cái đôi bàn tay vô cùng khéo léo của những người nghệ nhân top 1 tại làng nghề. Như các anh chị em nhà mình nhìn thấy thì từ cái chất gỗ nổi bật lên đó là những cái đường vân hay là những cái màu đỏ đen đan xen vào, nổi bật lên cái giá trị của cái dòng gỗ chắc. Và đặc biệt hơn thì với cái tác phẩm quý giá như này thì bên em cũng phải nhờ đến những người thợ đấy ạ. Các bác có thể nhìn thấy từ diện mặt của ngài Di Lặc này, đục tỉa thì rất là hoan hỉ, và xung quanh thì những tiểu đồng đấy ạ, rất là tinh nghịch, diện mặt thì rất là thần thái chị em mình nhá. Và với cái sản phẩm này của em thì đang giao lưu với tất cả quý anh chị em mình giá là 39.600.000, cũng đã bao gồm cả phí vận chuyển, và sẽ tặng kèm các bác nhà mình một chiếc kỷ cao là 10 phân để các chị em mình có thể kê tác phẩm lên nhìn nó được trang trọng hơn nhá. Một tác phẩm gỗ chắc rất là tuyệt vời. Và tiếp theo thì sang mã số cuối cùng. Vâng ạ, với mã số cuối cùng này thì bên em muốn mang đến cho anh chị em nhà mình đó là một tác phẩm Di Lặc đứng tùng, được chế tác trên nền chất liệu gỗ vách xanh. Vâng ạ, gỗ vách xanh thì cũng là một cái dòng gỗ rất là thơm, và hiện tại thì cũng rất được nhiều anh chị em mình săn lùng. Nhưng mà bây giờ để tìm được những cái phôi vách xanh lũa Mộc Châu mà có kích thước khủng như này thì cũng rất là khó các anh chị em mình nhá. Và với mã này thì các bác nhà mình cũng thấy là một ngày Di Lặc và xung quanh đó là những tiểu đồng rất là tinh nghịch. Và đặc biệt hơn thì với cái phôi này của em thì cũng chế tác liền đến 98% ạ. Chế tác liền đến 98%, một tác phẩm rất là tuyệt vời luôn. Và nếu anh chị em nhà mình quan tâm thì cũng đừng bỏ lỡ qua tác phẩm mã số 6 này. Và mã số 6 này thì bên em đang giao lưu với tất cả quý anh chị em nhà mình giá tri ân tại cửa hàng chỉ có là 14.500.000, cũng đã bao gồm cả phí vận chuyển nha chị em nhà mình nhá. Và trong video ngày hôm nay thì bên em đã giới thiệu đến tất cả các anh chị em nhà mình 6 tác phẩm Di Lặc trên các chất gỗ khác nhau để các bác nhà mình có thể lựa chọn làm sao cho phù hợp với không gian nhà mình, cũng như là phù hợp với điều kiện kinh tế nhà mình, để các bác mình có thể lựa chọn hữu duyên một ngày Di Lặc để trưng trong nhà mình nhá. Và hôm nay thì em đã giới thiệu đến tất cả các anh chị em nhà mình rồi. Nếu mà anh chị em nhà mình quan tâm hữu duyên tác phẩm nào thì hãy nhanh tay liên hệ qua hai số Zalo của bên em, đó là 0338528529 hoặc 0866789910. Em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em nhà mình có thể tham khảo rõ nét hơn. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại các chị em nhà mình nhé.